Chương 1 nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Ngoài trời đang mưa, mưa mang lại cho con người ta một cảm giác thật buồn và nhất là với cái lạnh của mùa đông, nhưng nỗi buồn và cái lạnh của thời tiết đâu lạnh lẽo được bằng cái lạnh của cuộc đời. Ở dưới một gốc cây có một cô bé chừng hơn 5 tuổi đang ngồi gục mặt xuống như đang khóc cạnh cô bé đó là một cậu nhóc tầm 8 tuổi đang đứng tay chống vào thân cây dáng người như đang che mưa cho cô bé từng giọt mưa vội vã rơi xuống rồi thấm ướt cả người cậu tiếng ho bật lên khe khẽ và rồi nghe giọng nói thút thít của cô bé anh pi ơ ờ, sao vậy em em xin lỗi đừng khóc em phải mạnh mẽ lên chứ nhỡ đâu mai này anh không ở bên cạnh em nữa thì lúc đó em làm như thế nào anh nói gì vậy anh đi đâu anh phải đi đến một nơi xa xa lắm ba mẹ anh đều muốn anh đi tới đó nên anh không thể không đi được không sao dù anh ở đâu em cũng sẽ tìm được anh nhưng lần này thì em không tìm được anh rồi tại sao vì lần nào chơi trốn tìm đều là em thấy anh trước tiên mà nhưng nơi anh đến là một nơi xa lắm cách đây nửa vòng trái đất cơ vậy bao giờ anh trở lại nét mặt cậu thoáng chút bối rối anh 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 sẽ trở về vào một ngày mưa vào một ngày mưa ừ vào một ngày mưa tiểu mi đưa tay ra hứng từng giọt mưa mưa không biết cô thích mưa từ khi nào nhỉ chỉ biết là khi trời mưa là cô vui tiểu mi ngước lên bầu trời mưa lớn từng giọt mưa hắt vào mặt mi khiến cô cảm thấy rát nhưng cô không muốn về không muốn trở lại với thực tại phũ phàng khi mẹ cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác bà cô thì bỏ nhà đi vì thiếu nợ của bọn vay nặng lãi và cô bỗng chốc thành một đứa trẻ không nhà và rồi có cái gì cứng cứng chọc vào lưng khiến cô đau điếng và ngay sau đó là một chàng cười ngạo nghễ con kia ai cho phép mày ngồi đây hả dám tranh chỗ của bọn chị sao nhìn nó kia trông bẩn tưởi quá đi chắc đến cả xà bông tắm nó cũng không có tiền mua Tiểu Mi không nói gì cô đã quen với những lời châm chọc kiểu này rồi nên giờ với cô im lặng là vàng. Sao thế? Cưng khinh bọn chị hay sao mà không thèm trả lời? Tội nghiệp ông già tao quá. Ra sức lấy tiền xây một ngôi trường thật đẹp để rồi rước cái thứ mồ côi như nó vào học sao? Không thèm nghe chị nói hả? Ngon quá ta, cho nó ăn hành đi tụi bay. Nói rồi cả đám bay vào đánh đây là lần thứ mấy cô bị đánh rồi nhỉ cô cũng chẳng nhớ nữa mồ côi là một cái tội sao cô muốn mình mồ côi à cô không muốn mình có mẹ sao không cô muốn lắm chứ nhưng đánh rồi tiếp tục đánh chúng đánh cô y hệt như cô là một bao cát không có cảm xúc dừng lại đi đừng đối xử với cô như vậy cô đau lắm cô quỵ xuống con nhỏ cầm đầu với khuôn mặt đanh lại bước ra chỗ cô nó đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của mi và rồi lên tiếng nghe nói cưng có khuôn mặt dễ thương lắm nhưng sau hôm nay có vẻ người ta phải nói lại về cưng rồi một con dao găm được ném ngay xuống trước mặt mi con nhỏ cầm nó lên để chị trang điểm cho cưng nha mi nhắm chặt đôi mắt lại, cô sợ và cố gắng vùng vẫy ra khỏi mấy con nhỏ này nhưng không được. Đứa thì túm lấy tóc cô, đứa thì đạp túi bụi vào người cô, mắt cô mờ đi và rồi ánh kim loại lóe lên, thứ ánh sáng lạnh đến kinh người. Mấy cô đang làm gì vậy? Cả đám con gái kia lại quắc mắt nhìn kẻ phá đám và rồi chúng rụt vội lại khép nép nhún nhường sợ sệt trước người vừa lên tiếng đó là một nam sinh có gương mặt lạnh lùng ở ánh mắt toát lên một cái gì đó khiến người đối diện phải kiêng nề, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu. Tuy vậy nhưng anh đẹp tựa như một thiên sứ, trên đời này có người đẹp như vậy sao? Mấy cô có biết tôi ghét loại người nào không? Dạ, dạ, không. Đôi mắt sắc lẹm ấy hướng về phía con dao nhỏ dưới đất và rồi anh ta cầm nó lên rồi bước dần đến phía cô là loại người dễ bị người khác ăn hiếp. Dạ a, à, à, à. bọn em à dạ tất cả là tại con nhóc này đấy ạ, à. anh để tụi em xử nó. Chúng chỉ tay về phía cô, anh lia mắt về phía cô, anh đang nhìn cô sao? Không, đó không phải là nhìn, trong ánh mắt anh không có cô cô không đáng để anh phải nhìn. Hạng người nhỏ bé tầm thường như cô không đáng để anh để tâm anh nhếch mép cười khinh bỉ rồi lên tiếng nếu dùng dao không đúng cách sẽ làm tổn thương đến chính mình đấy anh vừa liếc mắt về phía con nhỏ cầm đầu và rồi a a a một tiếng hét đau đớn vang vọng khắp ngôi trường máu mặt con nhỏ đẫm trong máu một hình dấu được khác trên khuôn mặt trắng trẻo của con nhỏ lần này tôi tặng cô vết sẹo lần sau thì cô không còn nhìn thấy nó nữa đâu công nhỏ nhìn anh ta bằng ánh mắt đau đớn xen lẫn sự sợ hãi và hận thù biến. Đám lưu bù ấy lập tức bỏ chạy thật nhanh chỉ còn lại Tiểu mi và người con trai đó. Anh lấy tay nâng khuôn mặt của Tiểu mi lên. Đẹp, sao anh ta đẹp thế đôi mắt anh lạnh chết người, nụ cười quyến rũ ngay cả khi anh chỉ cười nhếch mép, tất cả đều hoàn hảo, hoàn hảo như được chính thiên thần tạo nên. Và rồi sự đau đớn kéo cô trở lại thực tế anh ta hất mạnh cô xuống khiến cô một lần nữa ngã rúi rụi trên mặt đất anh cười nhếch mép, cái nụ cười khinh bỉ rồi anh rút từ áo ra một chiếc khăn tay rồi chậm rãi lau sạch từng ngón tay một. Sao thế? Trong mắt anh cô dơ bẩn thế à? Anh có cần phải làm như thế trước mặt cô không? Lòng cô chợt đau nhói, mà chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại đau như thế này, cô vừa mới gặp anh ta chừng vài phút thôi mà chắc là do đau quá nên bị ảo giác cô tự chế ngự bản thân mình như thế và rồi anh đi mất chỉ còn mình cô ở đây với chiếc khăn tay anh để lại và rồi cô cầm nó lên cất vào trong túi của mình cô với tay lên hành lang rồi từ từ đứng dậy đôi chân cô run run và rồi cô đi men theo bờ tường rồi bước vào nhà vệ sinh dùng nước rửa sạch những vệt máu trên khuôn mặt và rồi cô chợt bật khóc ngoài trời mưa rất lớn nhưng nó không át đi được tiếng khóc của cô nhói sao cô thấy nhói ở tim tim cô đau khi thấy anh nhìn cô rồi cười khinh bỉ sao lại cứu cô rồi hạ nhục cô cô đâu cần anh cứu cô đã quen chịu đòn rồi tại sao lại lau tay trước mặt cô như thể chạm vào cô là nỗi sỉ nhục là dơ bẩn cô cũng là con người cũng phải có lòng tự trọng chứ lòng tự trọng đó là điều mà tất cả học sinh trường lĩnh nam nghĩ cô không hay nói đúng hơn là cô không xứng đáng có ra vậy, trong cái thế giới mà con người là nô lệ của đồng tiền và danh lợi thì nghèo là một cái tội. Một khi đã nghèo thì không được quyền có cảm xúc, kẻ nghèo là đồ chơi của kẻ giàu là thứ rác rưởi mà kẻ giàu có thể tùy ý trà đạp, nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười chua chát. Trước đây lâu lắm rồi lúc đó căn bệnh ung thư quái ác còn chưa cướp đi người mẹ yêu dấu của cô, hồi đó gia đình cô cũng rất giàu. Mỗi sáng ba vẫn thường đưa cô tới trường bằng xe hơi rồi khi cô bước vào lớp các bạn nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng tất cả với cô bây giờ nó chỉ còn lại là mảng ký ức rời rạc trong tiềm thức xa xôi. Một thứ gì đó xa lắm rồi. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. 7 giờ 30, cô bước chân về nhà, phố xá vào giờ cao điểm thật đông đúc nó lúc nào cũng thật nhộn nhịp nhưng có ai biết được đằng sau vẻ nhộn nhịp ấy là hàng loạt những hiểm nguy khôn lường. Cô bước chân về ngôi nhà xưa của mình và bây giờ nó đã có chủ mới, căn nhà vẫn y hệt như xưa với dàn hoa giấy đỏ tươi leo trên tường nhà, và cái xích đu màu trắng ba làm tặng cô nữa. Tất cả chỉ mới như là hôm qua vậy mà bỗng chốc đã qua 10 năm rồi, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ chợt những tiếng động lạ cứ văng vẳng bên tai tiểu mi. Và có cái gì đó cứ thôi thúc tiểu mi đi tới con hẻm tối sau nhà bụp, bụp, bụp những tiếng động lạ cứ vang lên đều đều, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ, tiểu mi đánh bạo bước đến phía trước và rồi. Đó là hình ảnh một người con trai bị một đám người đánh túi bụi. Cảnh tượng của anh chàng này hệt như cảnh tượng của cô mấy tiếng trước trong thảm vô cùng thăng chó. chơi trò đánh lén này mày không thấy hèn hả, vừa nói anh ta vừa liếc đôi mắt sắc lẹm lên thường thôi tao hèn lâu rồi vừa nói hắn vừa cầm con dao nhỏ hưa hưa qua mặt e nhánh sáng từ lưỡi dao chiếu vào mặt hắn, đôi mắt màu trắng. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sao ở trên xe của anh cậu chủ không sao chứ? Tôi đã cho người xử bọn chúng rồi cậu không phải bận tâm đâu, con bé lúc nãy. Ông cho người đi tìm hiểu về nó cho tôi, dạ, chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự với kiến trúc châu âu cổ anh bước vào phòng rồi mở ra một cuốn sổ nhỏ ở đó có bức ảnh một cô bé mặc một bộ đầm màu đỏ đang cười tâu anh cầm nó lên rồi bất giác mỉm cười đôi mắt anh có chút gì đó gợi lên sự nhớ thương sen lẫn tuyệt vọng mừng sinh nhật của imflex bé Chanh pi anh tặng quà gì cho em vậy lắc đầu nguầy nguậy câu em coi chút nha quay đi nơi khác đưa em coi chút thôi không, giữ chặt lấy hộp quà khuôn mặt cô bé xị xuống rồi cô ngước lên nhìn cậu nhóc. "Ư ư ư, đồ đáng ghét quà của em mà." Cậu nhóc bối rối, hai má cậu đỏ bừng lên. "Cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn Tiểu Mi của cậu khóc." "Nè sao khóc vậy? Khóc nhè nhìn xấu lắm đó Hư Xê." "Vậy, Hư Xê, vậy đưa quà em coi một chút nè." Môi cậu nở một nụ cười, cô bé hí hửng nhận lấy hộp quà rồi cười tâu âm mở quà nha không được ứ ừ, nó là của em rồi em sẽ mở nó không được a a a cún con nè dễ thương quá đi dễ thương thiệt cô bé ôm cún con lên rồi cười tâu trong nắng chiều mái tóc quăn quăn của cô bé tung bay lên cô ôm con cún rồi chạy tung tăng khắp nơi hoàng hôn tới rồi mặt trời sắp lạn nhưng với cậu mặt trời lạn hay mọc cũng không quan trọng vì cậu chỉ cần một mặt trời duy nhất đó là tiểu mi anh anh sao vậy sao ngẩn người ra vậy mình đặt tên nó là gì là Pi Nó là Mi thì đúng hơn. Ế sao anh dám lấy tên của em đặt cho nó, anh chết với Ima. Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi mà được rồi đó coi như hôm nay anh gặp may, hi hi hi, and flashback anh nhớ em, ở trên đó em vui chứ. Ở trên đó em đang nhìn anh phải không? 13 năm trước, đó là một buổi chiều đông lạnh giá ở nước Mỹ, trong căn biệt thự có kiến trúc cổ kính bà chủ hạo kỳ đâu dạ thưa bà thiếu gia bị sốt cao lắm tôi đã gọi điện đến trường xin nghỉ học cho thiếu gia rồi bà không cần lo đâu cảm ơn ông quản gia kim nhờ ông chăm sóc hạo kỳ giúp tôi thưa bà bà vào thăm thiếu gia một chút chứ ạ à? hạo kỳ đang sốt sốt rất cao cậu nhóc nằm trên giường mấy ngày rồi cậu ốm nhưng có ai quan tâm đến cậu đâu hoặc nếu có thì cũng chỉ là quản gia Kim hoặc bà Lan người đã chăm cậu từ khi cậu mới lọt lòng. Thời gian cậu ở cùng ngài quản gia và bà Bảo Mẫu còn nhiều hơn cả khi ở cùng ba mẹ. Mà cũng phải thôi ba mẹ cậu bận trăm công nghìn việc nên còn đâu thời gian mà chăm sóc cậu nữa. Và cánh cửa phòng cậu chợt bật ra, mẹ cậu bước vào hạo kìa, à, con không sao chứ, dáng ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh rồi tiếp tục đi học con nhé. Mẹ, hư xê, con không muốn ở đây, con không muốn đi học. Con muốn về nhà. Hạo kỳ à, không được đâu con, con phải ở lại đây chứ. Nhưng, con muốn về nhà con đã hứa với tiểu mi rằng con sẽ về, con không muốn ở đây đâu. Hạo kỳ à, tại sao con lại muốn về? Con học không hiểu hay là các bạn không tốt với con? Không, cô giáo và các bạn đều rất tốt với con nhưng, họ không phải là tiểu mi. Hạo Kỳ, nghe mẹ nói này, con phải tập làm quen dần với việc không có Tiểu Mi đi, con là ai nào, con chẳng phải là thiếu gia Vương Hạo Kỳ sao? Tập đoàn Venus hùng mạnh tương lai sẽ là của con, còn ngôi trường con đang học là ngôi trường danh giá nhất nước Mỹ, con cháu của các nhà tài phiệt nổi tiếng đều học ở ngôi trường này. Nếu như con làm quen và thân thiết được với bọn họ thì chắc chắn tương lai của con sẽ thành công tốt đẹp, vậy thì cái lợi trước mắt nào có nghĩa gì? mẹ mẹ xấu mẹ nói dối con mẹ nói con sang đây sẽ được ở gần ba mẹ vậy mà đây là lần đầu tiên mẹ đến thăm con mẹ thăm con cũng không có nổi một lời an ủi con ghét mẹ chát cậu cảm thấy má mình nóng hổi rát buốt mẹ vừa mới tát cậu má cậu ửng đỏ đau đây là lần đầu tiên trong đời mẹ đánh cậu hỗn láo vì một con bé hèn mọn mà như vậy sao con bé đấy đã chết rồi Vậy mà tại sao lúc nào con cũng nhớ tới nó, nó đã chết rồi, con hiểu chưa? Mẹ cậu thật đáng sợ, chưa bao giờ cậu thấy sợ và ghét mẹ như lúc này. Đôi mắt bà sắc lạnh đôi khi lại lóe lên những ánh lửa giận dữ còn những câu nói được thốt ra từ khóe môi của bà như hàng vạn mũi kim châm vào trái tim cậu. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy Tiểu Mi đã chết là sao mẹ nói đi chứ? khuôn mặt bà có chút hựng lại, đôi mắt đã không còn sát phạt như lúc trước nữa, khóe môi bà gượng gạo, bà nhìn đi chỗ khác để lảng tránh ánh mắt của cậu. Bà đang cảm thấy có lỗi, bà có lỗi vì cái gì nhỉ? Vì bà đã thẳng đánh đứa con trai duy nhất của mình ư, hay còn lý do nào khác? Mẹ vừa nói cái gì vậy cậu nói trong tuyệt vọng hạo ký? Mi nó, mi làm sao? giọng cậu lạc đi con bé con bé bị xe tông vào hôm con bay sang đây con bé có đi tiễn con và trên đường đi về nó bị một chiếc xe taxi tông phải và đến bệnh viện thì mất mẹ xin lỗi vì đã giấu con giọng bà nhỏ dần mẹ nói dối con không tin cậu khóc khóc nức nở tiếng khóc thê lương sen lẫn tiếng gào thét tuyệt vọng cậu chơi với, chơi với cố đứng dậy và rồi cậu lao thật nhanh ra ngoài trời tuyết, cậu chạy thật nhanh chạy không hề quay đầu lại, chạy trốn và dối lừa chính bản thân mình, tại sao? Tại sao mẹ đối xử với cậu tàn nhẫn thế, tại sao tiểu mi lại chết, tại sao ao đó không phải là sự thật, mẹ cậu nói dối, chắc chắn là nói dối, nhưng... Cậu sợ, Hạo Kỳ nhắm mắt lại, từng dòng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi, cậu nhớ lại ánh mắt buồn của cô nhóc, nhớ tới câu nói của cô trước lúc cậu đi, rồi cậu lại nhớ đến nụ cười dịu dàng của cô dành cho cậu. Sau ngày hôm nay, cứ xem như cậu đã chết rồi. A a a, cậu quỵ xuống khóc gào lên, mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại và rồi cậu lịm đi khi cậu tỉnh dậy thì đã qua một tuần lễ rồi, mọi người xúm quanh cậu để xem cậu có bị sao không, cậu không nói gì, cũng chẳng hề cười đôi mắt của cậu rất buồn một nỗi buồn ra diết. Ba mẹ cậu và quản gia Kim rất đỗi lo lắng, họ không thể hiểu rằng tại sao một đứa trẻ hoạt bát như cậu sao bây giờ lại lầm lì như vậy. Có cái gì đó đã thay đổi cậu, một điều gì đó rất đau đớn. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio.com 4 giờ, không không. Tít tít tiếng chuông báo thức reng lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu với tiểu mi, cô ngái ngủ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho gia đình cô chủ nhà. Gia đình cô chủ có ba người cô chủ nhà, chồng cô và Thanh Tùng. Chuẩn bị bữa sáng xong là 5 giờ sáng, cô bắt đầu với công việc rửa bát thuê ở một cửa hàng ăn gần ngôi nhà cũ cô sống. Cửa hàng giờ đang tầm đông khách từng chồng bát đũa ngổn ngang chờ người đến rửa, mùi tanh của đống thức ăn thừa thừa khiến cô buồn nôn, Tiểu Mi cố gắng rửa sạch đống bát đĩa này càng nhanh càng tốt. Và rồi chúng cứ vơi dần. Tại trường Lĩnh Nam, Tiểu Mi đang bận trực nhật trong lớp, bỗng tiếng hú hét làm cô giật mình suýt rơi cả chiếc chổi lau sàn các cậu kinh tới trước rồi mấy cô nàng trong lớp 2 phút trước vẫn còn mải mê với sự nghiệp make up giờ đã bay sạch ra khỏi lớp từ lúc nào. Tiểu My tò mò bước ra xem và đó là một người con trai sở hữu một chiều cao khá đáng nể. Từ người anh toát ra một vầng hào quang sáng chói và rồi giây phút khi anh ta nhìn về phía cô cũng là lúc định mệnh chớ trêu bắt đầu. Anh ta là... Vương Hạo Kỳ, con trai của chủ tịch tập đoàn khách sạn và sòng bạc quốc tế lớn nhất Đông Nam Á. Tập đoàn Venus và cũng là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này nơi đào tạo ra những thiên tài bậc nhất đất nước. Đang mải giật mình vì mối ác duyên ngàn năm này, thì anh ta từ từ đến bên Tiểu Mi. Chào Hà Huyền Mi chúng ta lại gặp nhau rồi, vừa nói anh vừa nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Tiểu Mi khuôn mặt ngơ ngác, miệng ấp a à ấp úng lát nữa gặp tôi nhé rồi anh quay đi và không quên để lại một nụ cười dành cho tiểu mi một nụ cười khiến bao trái tim chật nhịp một nụ cười khiến hàng vạn cô gái phải ghen tức và bất mãn thốt lên những lời chỉ trích mi tại sao nó quen biết với sao lại là nó đồ nghèo kiết xác đúng là loại đỉa đói thích bám chân hạc tiếng trống vào lớp vang lên học sinh cả trường tản dần vào lớp sân trường lúc này chỉ còn duy nhất cái xác mang tên hà huyền mi đang đứng ngẩn ngơ đầu tựa vào tường trong mắt cô giờ đây cả thế giới đều là một màu hồng và rất có thể cô sẽ ngồi ngẩn ngơ mãi ở đó nếu như không có một cô bạn tốt bụng cùng lớp nhắc cô vào học mà nếu có học thì chắc gì cô đã hiểu cơ chứ cô ngồi ghi bài như một cái máy còn các bạn trong lớp thì không hề rời mắt khỏi cô giờ đây cô là trung tâm của mọi sự chú ý reng reng tiếng trống hết giờ vang lên khiến cô giật mình và đến lúc phải đi trực nhật rồi thì phải cô bước ra ngoài cả hành lang im bặt nín thở nhìn cô ánh nhìn của họ khiến cô cảm thấy bối rối vô cùng cô đến trường với mục đích duy nhất là học chỉ học mà thôi vậy mà bây giờ vừa đi cô vừa lẩm bẩm câu gì đó mà không ai biết và rồi gọt một thứ nước gì đó màu đen đen được tạt thẳng xuống người tiểu mi. Một s cả sân im ắng, đôi mắt đổ dồn về phía tiểu mi hai s tiểu mi đứng lặng như trời trồng, không biết lúc này cô nên khóc hay nên cười nữa. Ba s mọi chuyện vẫn như thế, cả ngôi trường gần như bất động, à không? Hình như có người tiến tới kia. Bịch, bịch, bịch trên cầu thang có một cô bạn đang bay xuống thật nhanh không biết có phải là do chạy nhanh quá hay không mà những nơi cô bạn chạy qua đều khiến người ta cảm tưởng như đang có động đất thảm thương nhất là những bình hoa violet mỏng manh giờ đã dập nát hết dưới đôi gót chân vàng ngọc của cô nàng mình xin lỗi bạn có sao không vậy à ưm cô sao nhưng bạn ơi đây là nước gì vậy cô bạn đó ríu rít xin lỗi mi thứ nước thực hành thí nghiệm làm bộ đồng phục của Tiểu Mi trở nên bẩn. Cả sân trường trở lại bình thường nhưng gần như không ai dám để ý tới Tiểu Mi, hoặc có thầm để ý nhưng trong im lặng. À, nếu bạn không chê mình có mang quần áo thể dục đó, có thể cho bạn mặc tạm nè. Cô bạn nhanh nhỏ lên tiếng, cô bạn đó suy nghĩ một hồi rối lên tiếng và dĩ nhiên Tiểu Mi đồng ý một cách vô điều kiện, nhưng... Người xưa có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, và có lẽ câu nói này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của Tiểu Mi bây giờ. Bộ đồng phục của cô bạn đó hoàn toàn không phù hợp với Tiểu Mi, nhìn rộng lùng thùng trông không khác gì quần áo của những chú hề ngoài dạp xiếc. Chúng bị lỗi kỹ thuật chút xíu nhỉ? Tiểu Mi ngán ngẩm nhìn bộ đồ mình đang mặc đúng là áo không ra áo, váy không ra váy. Tự hỏi làm sao về lớp học tiếp đây, mình xin lỗi mà bạn tên gì vậy cô bạn ấy lại díu rít xin lỗi hà huyền mi thôi bạn về lớp đi ngọc bích tức cô bạn ấy đã đi về lớp học rồi chỉ còn lại một mình tiểu mi trong phòng thể chất của trường tiểu mi ngồi xuống tựa lưng vào cánh tủ phòng để đồ lâu lắm rồi cô mới được ở một mình đôi mắt cô dần khép lại nhưng hình như có người bước tới bước chân ngày càng gần ngày càng gần cô ngẩng mặt lên và nhìn thấy anh vương hạo kỳ Tiểu Mi Pop, anh ta làm gì ở đây vậy? Hình như anh ta không nhìn thấy mình. Không được, không thể để anh ta nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này được. En Tiểu Mi Pop sơ so Tiểu Mi đứng phát dậy, cánh tủ để đồ chợt bật ra. Ngăn tủ này của ai nhỉ rất rộng, nhưng không có đồ, thôi kệ. Cứ chui tạm vào vậy nghỉ là làm tiểu mi liền chui vào trong cái tủ và khép cái cánh tủ lại còn về hạo kỳ vì hôm qua khi anh trở về nơi ngày xưa anh từng sống nhưng có kẻ đã đánh lén anh đó là dây hắn đã từng là bạn của anh khi còn ở bên mỹ nhưng khi tập đoàn nhà anh làm gia đình hắn phá sản thì anh và hắn đã không còn là bạn bè nữa vì bị đánh lén cùng với đêm qua không ngủ được không ngủ được vì lý do gì thì các bạn tự hiểu nhé nên hôm nay đến trường mắt anh cứ díp lại định bụng tới phòng thể chất vì hôm nay không có lớp nào học thể dục thì hình như chỗ này có người lạ thật hôm nay có lớp học sao người đó ngẩng mặt dậy là một cô gái hạo kỳ giả vờ lảng mắt ra ngoài sân trường hạo kỳ pop hôm nay có lớp học sao mình không biết nhỉ Cô ta là ai thế không biết? Sao nhìn quen quen? A à, hát, con bé hôm qua. Sao tự dưng không nhớ nổi tên cô ta? Hồi sáng mình mới gặp cô ta mà không lẽ cô ta biết mình tới đây? Mà sao cô ta lại ăn mặc như thế nhỉ? Trông gớm chết được như hề ý, nè. Sao tự dưng bỏ chạy vậy? Tôi đâu có làm gì cô. Sao tự dưng biến đâu mất tiêu rồi nè? En hạo kỳ pop xanh chạy theo tìm cô nhưng không thấy, lạ thật vừa mới thấy ở đây mà. Nhưng rồi anh chợt giật mình đôi môi anh khẽ nhếch lên làn mi dày trên đôi mắt anh rung lên khe khẽ. Hạo kỳ tự hỏi bản thân tại sao mình phải quan tâm đến cô ta nhỉ? Cô ta là ai mà mình phải quan tâm cơ chứ? Chẳng giống mình chút nào. Rồi anh ngồi xuống tựa lưng vào cánh tủ, và rồi đôi mắt anh chợp xuống. Phía trong cánh tủ. Tiểu mi pop, anh ta đang làm gì thế không biết, trong này chật trội quá, khó thở quá đi mất, hơ. Anh ta và mình đang ngồi gần nhau thế này sao làm sao đây? Tim mình đập mạnh quá, mình và anh ta đang ở rất gần nhau anh sẽ nghe thấy mất, làm sao đây? Thôi không sao, bình tĩnh hít thật sâu rồi thở ra nào. Sẽ dễ chịu hơn nhiều. En tiểu mi pops mưa, ngoài trời mưa nhẹ, mưa như một bản nhạc du anh và cô chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ không mộng mị. Có những khoảng cách rất gầm mà tưởng chừng rất xa cô những người mãi mãi đi tìm thứ gọi là hạnh phúc nhưng đâu hề biết rằng hạnh phúc mãi mãi ở bên ta, dây em. Tiếng nhạc chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc Thúy Vân cô. Vợ à, anh nghe đây. Đêm nay muốn đi ba. Ok, 8 giờ nhá anh tắt điện thoại đi, rồi mỉm cười. Thúy Vân vẫn như, vẫn nhõng nhẽo như ngày nào flashback. Anh đang làm gì vậy? Hạo kỳ ngước lên nhìn, là một cô bé có gương mặt rất bụ bẫm, trên tay cô cầm một con mèo nhỏ, anh nhìn con mèo rồi mỉm cười. Cô bé này có vẻ rất thích mèo. Nó thuộc giống mèo ba tư đấy, đẹp đúng không? Cô bé khoe ảo kỳ nhìn cô bé rồi mỉm cười. Dù thế con bé vẫn nói tiếp anh cũng thích mèo à, gâu gâu. Bỗng từ trong nhà, một chú chó trắng mũm mĩm chạy ra, chạy đến bên anh rồi cạ mũi vào chân anh. Anh cúi xuống rồi bé nó lên. Con cún của anh xinh thật đấy. Em bế nó một chút nha. Hạo Kỳ đưa con cún cho cô bé, cô bé đỡ lấy con cún nhỏ rồi ôm nó vào lòng rừ rừ chú cún bỗng dưng phản ứng dữ dội á à, chú cún cắn vào tay cô bé một cái làm cô bé la lên dê mặt như sắp khóc anh nhẹ nhàng rửa sạch vết thương rồi băng nó lại xong rồi nè cô bé lắc lắc cái đầu rồi lấy một chiếc bút dạ đỏ rồi hí hửng tô tô vẽ vẽ vào băng gạc xem chừng bí mật lắm. cô mỉm cười rồi chia cánh tay mình ra ây lớp yêu hạo kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ trên lớp băng ý anh nói anh yêu em rồi nha không được nuốt lời đó thôi em về nhà đây lần khác em sẽ sang chơi với anh nè em tên là gì vậy hạo kỳ hỏi thúy vân hồ thúy vân en flashback nhiều năm trôi qua rồi nhỉ em cũng chẳng còn là một cô bé dễ thương như ngày xưa anh biết nữa hạo kỳ đứng dậy vươn vai mấy cái và rồi từ cánh cửa tủ hé ra một bàn tay A-N-S quay lại rồi đứng hình vài giây, sau khi đã kịp hoàn hồn, Hạo Kỳ từ từ mở cửa tủ ra. Bên trong là một cô bé, lưng tựa vào thành tủ mặt gục vào đầu gối đang ngủ ngon lành. Anh bật cười rồi vội đưa tay lên bụng miệng mình lại Hạo Kỳ Popping ngủ ngon quá ta. Cô ngốc thật đó, ngồi trên đó mà cũng ngủ được en Hạo Kỳ Pop. Hạo Kỳ cúi người xuống nhìn tiểu mi Hạo Kỳ Pop. Con nhỏ này không quá hoàn hảo nhưng khiến người ta không dứt ra được sao tự dưng mình có cảm giác lạ cảm giác này con nhỏ này sao tự dưng tim mình đập mạnh môi môi nó đẹp thật đấy sao tự dưng mình chết tiệt en hạo kỳ pop xanh tiến gần hơn nữa gần hơn nữa không ổn rồi mặt anh và cô chỉ còn cách nhau vài cm mi à tỉnh dậy mau lên chết đến nơi rồi đừng ngủ nữa cô không phải là công chúa ngủ trong rừng đâu, khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần, ngày càng gần, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh, thôi xong rồi. Thảm rồi, anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi chiếc tủ, trong vô thức đầu cô khẽ gục vào vai anh rụi rụi rồi ngủ tiếp. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười cái tính này rất quen, quen lắm, lâu lắm rồi anh không còn được thấy nó nữa, ngốc nghếch bất chợt một tia sáng vụt qua rồi lóe lên trước mắt anh, khiến anh giật mình. Chắc là do mình bị hoa mắt anh tự nhủ với mình là như vậy rồi nhẹ nhàng đắt cô xuống dưới đất. Ở một góc khuất nào đó những ánh chớp vẫn lóe lên đều đều. Khi cô đã ngay ngắn dưới đất rồi thì anh từ từ bước đi, ngủ say thế không biết làm người ta sợ hết hồn, tác giả cũng còn sợ nữa là, may mà Vương Hạo Kỳ tốt bụng đột xuất tiểu mi mở mắt ra, nhìn đồng hồ năm 12 giờ trưa. Trời đã gần tối, tiểu mi ngồi ngơ ngẩn rồi chợt mỉm cười, cô vừa có một giấc mơ thật lạ, giấc mơ có anh, cô mơ mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, thấy môi anh nở nụ cười. Giá mà giấc mơ đó là thật nhỉ. Cô tự nói với chính mình, cô mỉm cười rồi lại cốc mình một cái thật đau. Lý trí, mày ngốc lắm, đó chỉ là giấc mơ thôi, mà giấc mơ thì không có thật, nghĩ mà xem anh là ai nào. Là thiếu gia vương hạo kỳ tương lai anh sẽ thừa kế tập đoàn Venus hùng mạnh, còn mày thì sao một con bé nghèo kiết xác suốt đời bị người ta rẻ rúng coi thường. Anh như một thiên sứ trên cao mà mãi mãi chạm vào mày cũng không dám, còn trong mắt anh mày chẳng đáng một xu, hạo kỳ và mày sẽ đi trên hai con đường song song. Mãi mãi không giao nhau, thôi đã qua rồi những phút giây mộng mị, mày phải trở về với hiện tại thôi. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, không sao đâu, nhất định mày sẽ sớm vượt qua cái cảm giác rung động nhất thời này. Không phải mày đã hứa với Pi rằng sẽ chờ anh ấy trở về sao? Mày không muốn làm kẻ thất hứa đấy chứ? Con tim, nhưng anh Pi cũng tên là Hạo Kỳ. Lý trí, thôi bỏ đi trên đời này có biết bao nhiêu người tên là Hạo Kỳ, mà nếu Hạo Kỳ là Pi thì chắc chắn anh ấy phải nhận ra mày chứ, ngốc. Con tim, nhưng mình thấy nhói, mình khẽ chạch nhịp khi nhìn vào mắt anh, mình đau lắm khi thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, làm sao đây? Mình lỡ y, e, u anh mất rồi en tiểu mi popper lý trí và con tim cứ thay nhau dằn vặt tiểu mi, khi yêu con tim thật ngốc ngách, khờ dại và ngu muội. Làm ơn ai đó giúp cô tỉnh lại đi đừng mù quáng mà chạy theo những ảo tưởng mà con tim tự tạo lên nữa tỉnh lại đi chợt nó nghe thấy người kêu tên mình một giọng nói rất quen tiểu mi quay mặt lại đó là một cậu con trai đang đứng tựa lưng vào tường dáng người này quen quá thanh tùng sao anh lại ở đây sao anh không về nhà em đó sao hôm nay nghỉ học vậy làm anh tìm em hoài em ở đâu vậy ưm bí mật nói rồi cô bỏ chạy hả? Bí mật với cả anh nữa sao? Đứng lại đó, anh mà bắt được thì em chết với anh Tiểu Mi đang cười, nụ cười hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng thấp thoáng sau nụ cười hạnh phúc ấy sẽ là hàng loạt những đau khổ đang đón chờ cô. Thưa cậu chủ, tên cô ta là Hà Huyền Mi là học sinh được nhận học bổng của trường ta, gia đình cô ta trước đây cũng thuộc dạng khá giả nhưng do ba cô ta làm ăn thua lỗ mẹ cô ta mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình đã bị phá sản. Hiện giờ cô ta đang ở nhà gia đình họ Trần, còn ba cô ta vẫn biệt tâm, cậu có cần tìm hiểu thêm không ạ, à? không cần. Đôi mắt anh sắc lẹm, bóp chặt từng ngón tay vo lại thành nắm đấm. Trần Thanh Tùng, lại là mày. Trường 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Hôm nay ở trường thật nhộn nhịp, nhộn nhịp một cách khác thường tiểu mi bước vào lớp cả lớp nhìn cô chằm chằm tiểu mi linh cảm có chuyện chẳng lành chợt có một cậu bạn bước vào trong lớp cậu ta thì thầm điều gì đó với lớp trưởng rồi quay đi lớp trưởng nhìn cô ánh nhìn đầy khó hiểu rồi cậu chạy ra ngoài vì sự tò mò cùng linh cảm không lành cô chạy theo và cậu ta dừng lại trước bảng tin của trường cậu tránh người sang một bên cho tiểu mi bước vào để cô nhìn rõ những gì đang xảy ra trên bảng tin trường học sinh của trường đang nhốn nháo lên vì một chuyện gì đó thì bất chợt họ im lặng im lặng khi nhìn thấy cô họ dẹp người sang một bên như muốn tiểu mi bước vào sững sờ đó là cảm giác đầu tiên khi cô nhìn thấy những bức ảnh được dán trên bảng tin của trường là ai ai căm ghét cô tới mức phải dùng cách này để hạ nhục cô người con trai đó không lẽ hạo kỳ anh ta không gian bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, Hạo Kỳ bước vào xung quanh là lũ bạn anh. Anh đi đến đâu nơi đó bỗng sáng rực lên, người ta vội vàng nhường đường cho anh, đám con gái thấy anh thì sáp vào cứ như kiến thấy đồ ngọt. Mấy cô gái bám chặt vào Hạo Kỳ thi thoảng anh có cười tình với họ, tay phải anh ôm một cô tay trái anh ôm cô khác còn mấy đứa con gái khác thì chạy đến ve vãn anh ôm hôn anh. Trông họ giờ thật chẳng khác nào gái làm tiền. Hay thật đấy trường học của quý tộc là thế này đây còn các tiểu thư con nhà quý tộc danh giá là thế đấy sáp chặt vào chai như mèo thấy mỡ lúc này thật khó để phân biệt các ả ấy với những sao 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 rẻ tiền mặt hạng ngoài kia tất cả đều giống nhau hạo kỳ cứ bước đi về phía trước mà chẳng thèm ngó tiểu mi một cái còn tiểu mi đứng đó với khuôn mặt sững sỡ hai tay cô víu chặt vào thành cửa để khỏi ngã xuống sân trường một lần nữa rộn ràng hơn tiếng hò hét huýt sáo vang trời có ai tới đó là một cô gái rất xinh đẹp cô ta là hồ thúy vân búp bê của trường lĩnh nam được mọi người biết đến rất nhiều vì cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất đất nước nhiều chàng trai say mê cô như điếu đổ và trong đó có cả anh Thúy Vân bước đến, các cô gái khác vội vàng đi ra nơi khác vì họ biết Vân không phải dạng vừa, ngay đến Hạo Kỳ cũng phải hết sức dỗ dành. Cặp đôi Hạo Kỳ Thúy Vân đã quá nổi tiếng trong giới ăn chơi rồi, còn trong trường học không một thằng con trai nào dám tơ tưởng đến Vân, và cũng chẳng có đứa con gái nào dám tỏ tình với Kỳ. Hạo Kỳ được mệnh danh là kinh còn Thúy Vân đương nhiên sẽ là quyên hai người họ thật xứng đôi. Họ bước vào tiểu mi nhìn họ chân chối bất chợt từ đâu một quả trứng gà bay vào đầu tiểu mi, những tiếng cười hô hố, những tiếng vỗ tay hưởng ứng, cô nghe được những lời nói khác nhau. Con sao 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 dám nhân cơ hội chị Vân đi Mỹ mà quyến rũ anh kỳ à, giết chết nó đi. Đồ không biết thân biết phận, có người bị bỏ rơi kìa, còn lâu anh kỳ mới ngó đến mày. Không chỉ có trứng vô số các thứ khác vẫn bay thẳng vào mặt cô cô không hề né tránh, cô vẫn cứ nhìn anh. Lại là ánh mắt rừng rưng đó, trông anh sao mà thư thái quá, giống y hệt như đang xem một chương trình giải trí có phần thích thú. Từ trước đến giờ anh chỉ xem người ta trọi đồ vào mấy con cẩu hoang chứ người thì chưa. Vậy tại sao phải dừng lại, cứ tiếp tục đi. Vân cười hô hố một cách hả hê, cô đứng dậy rồi lên tiếng. Thôi được rồi các bạn, tại sao phải đối xử với mi nhà ta như vậy? cô ấy không có cha mẹ dạy dỗ nên mới không biết phép tác tha cho cô ấy đi nói đoạn thúy vân cầm ly cà phê cỡ lớn còn đang nóng hổi trên tay đi đến chỗ tiểu mi tạt thẳng vào người cô tiểu mi la lên vì nóng ly cà phê tạt thẳng vào cổ và vai cô khiến vùng da xung quanh đỏ và sưng tấy lên cô bị bỏng rồi tiếng hò reo lại vang lên hôm nay những kẻ ghét tiểu mi đã được một phen rửa mắt thỏa thích cô quý gầm mặt lao thật nhanh về phía trước và cô va phải một người mi em sao vậy cô ngước mặt lên là thanh tùng tiểu mi im lặng những giọt nước mắt lăn dài trên má còn thanh tùng người anh run lên vì giận mặt anh lúc này thật khủng khiếp nó pha trộn giữa đau khổ và giận dữ anh nắm lấy tay tiểu mi kéo cô ra phía hạo kỳ cô rằng ra nhưng bàn tay anh xiết cô chặt hơn cả bốn người đang đứng đối diện nhau. Im lặng, một khoảng im lặng kéo dài cả trường gần như nín thở, bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ thôi tất cả sẽ vỡ hòa. Xem ra chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra rồi. Đồ khốn, Thanh Tùng nhìn thẳng về phía hạo ký. Xem kiệt con nhỏ mồ côi này mồi chài cũng giỏi thật. Trần Thanh Tùng mày đường đường là thiếu gia nhà họ trần danh giá mà lại phải lòng một con nhỏ nghèo kiết xác hay thật giọng hạo kỳ khinh khỉnh kèm theo nụ cười nhếch mép em Ây thanh tùng giận run đôi mắt anh như có lửa có chuyện gì xảy ra vậy một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết vang lên một người phụ nữ bước vào bà ta thật đẹp đẹp hoàn hảo trong bộ vest công sở màu đen thật hoàn hảo thật đáng sợ con chào bác gái thúy vân khép nép bà nhìn thúy vân mỉm cười rồi quay ra phía thanh tùng thanh tùng có chuyện gì xảy ra vậy hạo kỳ con cũng ở đây nữa sao hạo kỳ không nhìn lấy bà ta một lần cậu quay mặt đi như muốn né tránh hạo kỳ con trai ta đúng là lâu lắm rồi mẹ con ta không gặp nhau sao gặp mẹ con không thấy vui à mặc cho thái độ của hạo kỳ bà vẫn nói tiếp và đảo mắt một vòng ánh mắt ấy chợt lướt qua tiểu mi bà bước đi, cả trường được phen đau tim trước sự xuất hiện của người đàn bà bí ẩn này. Bà ta là Hoàng Oanh phu nhân của chủ tịch tập đoàn Venus chính là mẹ của anh Vương Hạo Kỳ. Tại tập đoàn Venue thưa bà, quản gia Kim tới rồi à, bà Hoàng Oanh đang ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt lại. Rồi ra lệnh kêu người quản gia vào. Quản gia Kim bước vào rồi cúi đầu chào bà một cách tôn kính thưa phu nhân. Quản gia Kim ông vất vả vì hạo kỳ rồi. Dạ thưa bà không có gì đâu, nhưng... Có chuyện tôi cần nói với bà chuyện gì vậy? Bà khẽ mở mắt, cô bé hồi sáng đứng cạnh Trần Thiếu Gia chính là, là cô bé mà bao lâu nay Thiếu Gia vẫn luôn kiếm tìm, Tiểu My. Bà ngạc nhiên như không tin vào tay mình. Bà cứ ngỡ mọi thứ đã ổn sau với kịch mà bà giàn dựng lên. Hạo Kỳ vẫn chưa biết. Bà mong Hạo Kỳ với Thúy Vân Thành một cặp dù Hạo Kỳ có yêu Tiểu My như thế nào yêu ư bà cười đau khổ quản gia kim thở dài buồn bà ông chào bà hoàng oanh rồi bước ra ngoài bỗng tiếng cười nói khiến ông chú ý đó là hạo kỳ thiếu gia của ông còn bên cạnh là thúy vân nhìn hạo kỳ cười thật hạnh phúc hạnh phúc hạo kỳ cậu rất giỏi che giấu cảm xúc của mình nhìn hạo kỳ tuy cười nhưng chưa chắc trong lòng đã vui đó chính là điều khiến ông dây dứt đáng lẽ ông không nên giấu Hạo Kỳ, đáng lẽ ông phải nói với Hạo Kỳ rằng Tiểu Mi đang còn sống và chính là cô bé mang tên Hà Huyền Mi. Đáng lẽ ra ngay từ đầu ông không nên lừa dối cậu, bất lực. Bây giờ ông đã thật sự bất lực rồi. Tiểu Mi thẫn thờ bước đi, trong khu vườn phía sau trường học. Đang là mùa thu, không gian như ấm áp với màu vàng của lá phong, lá phong phủ kín mặt đất, hòa quyện với ánh chiều tà cảnh vật sao mà êm đềm quá mi à em đi đâu vậy đừng đi theo em nữa tiểu mi tiếp tục đi còn anh vẫn cứ lặng lẽ bước theo sau im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào cứ bước rồi lại bước đừng sợ em nhé anh vẫn luôn đứng phía sau em luôn mỉm cười với em luôn sẵn sàng ôm em vào lòng anh à em đáng khinh lắm phải không cô khẽ hỏi thanh tùng bước tới ôm chặt cô vào lòng cô gục đầu vào vai anh rồi bật khóc như một đứa trẻ tiểu mi tự nhủ với lòng mình hôm nay chỉ hôm nay thôi hãy để em bật khóc trên vai người con trai khác lúc này chắc tiểu mi đang đau khổ lắm vậy chắc thanh tùng không đau đâu không anh đau lắm đấy chứ phải an ủi người mình yêu đang đau khổ vì một người khác cái này gọi là cao thượng hay ngu ngốc đây anh chạy đi mua kem cho mi chỉ còn tiểu mi ngồi đó và rồi có một đám nữ sinh đi tới chỗ cô và buông những lời lẽ thô thiền ai đây à đúng rồi không phải hà huyền mi lớp a sao sao hôm nay tự dưng lại lãng mạn ra sân sau của trường ngồi ngắm lá vàng rơi vậy lãng mạn cái gì chỉ là hạng mồ cô muốn chơi nổi thôi mà, không có tiền đóng học phí nên phải dáng bám víu vào các thiếu gia nhà giàu để lấy cái thân hèn mọn vào đây. Đồ ham hố, ui nó bốc mùi kinh quá, đúng là bọn nhà nghèo tất cả đều bốc mùi những chàng cười nổ ra, chúng chỉ trỏ, nhìn cô bằng nửa con mắt, coi cô thật rẻ tiền. Tiểu mi im lặng, cô đã quá quen versus việc bị sỉ nhục rồi, sỉ nhục chán rồi chúng cũng sẽ bỏ đi thôi nhưng xem ra lần này cô đã lầm chúng nó nhìn cô cười một cách thâm hiểm sao tại sân thượng trường lĩnh nam chị vân em mang nó tới đây cho chị rồi đây tiểu mi bị ném xuống đất một cách không thương tiếc cô lồm cồm bò dậy rồi ngước mặt lên và nhìn thấy một cô gái rồi cô ta quay lưng mặt lại về phía tiểu mi cô ta là hồ thúy vân thúy vân bước đến chỗ tiểu mi ả à, từ nay gọi là ả à nhá ả à, lấy tay nâng cầm của tiểu mi lên à không nói gì chỉ quay xuống nhìn mi rồi mỉm cười thân thiện một cách giả tạo cô không sao chứ thật sự xin lỗi cô về chuyện hồi sáng rồi à đưa tay như muốn kéo cô đứng dậy tiểu mi xua tay vội hành động tốt bất ngờ của vân khiến cô sợ à quay lại nhìn về phía đám đàn em như hiểu ý chúng nó tiến lại phía cô sợ một sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô chúng nó bước tới rồi liên tục tát vào mặt cô cô ngã gục đau đau quá má cô đỏ lên vì đau trong khi mấy con nhỏ đó vẫn cứ đá túi bụi vào người cô tại sao tại sao cô lại bị đánh như thế này chứ cô làm gì sai sao không cô không làm gì sai cả nếu như quen biết anh là một cái tội thì thằng ngày hôm ấy anh đừng cứu cô cho rồi cứ để mọi chuyện diễn ra như thế có thể sẽ tốt hơn thôi đi tụi bây à ra lệnh tụi nó dừng tay à bước tới ngồi xuống chỗ cô miệng ả phả ra những làn khói trắng ả nhếch mép cười khinh bỉ cái này là quà tặng cô kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ tiểu mi ngước lên nhìn ả và rồi ả cầm điếu thuốc đang cháy giờ bước đến chỗ tiểu mi đừng mà không 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 tiếng hét cất lên khẩn đặc và rồi tàn dần